Trong phóng sự kỳ trước, chúng tôi đã phản ánh về hàng loạt nhà xưởng được xây dựng cho thuê trong không gian thoát lũ của sông Hồng. Những nhà xưởng này đe dọa đến sự an toàn của người dân nếu xảy ra thiên tai mưa lũ. Tuy nhiên, ở khu vực này không chỉ có loại hình nhà xưởng cho thuê mà người ta còn kinh doanh nhiều loại hình dịch vụ khác bất chấp luật đê điều. Bãi đá sông Hồng, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Khu vực này rộng 12 hectare, có đầy đủ các dịch vụ cà phê, cắm trại, ăn uống và có tầm nhìn thẳng ra sông Hồng thơ mộng. Khu vui chơi trong mơ này là khu vực đã được kiểm tra xác định sai phạm về luật đê điều cách đây hàng chục năm. Nhưng người dân vẫn bất chấp thay đổi hiện trạng đất bãi, vi phạm về không gian thoát lũ sông Hồng. Năm 2017, quận Tây Hồ trình đề án trồng hoa cây cảnh kết hợp dịch vụ du lịch và được thành phố cho phép cho thuê đất bãi đá sông Hồng. Sau đó, quận đã ký hợp đồng 5 năm với 14 hộ dân ở phường Nhật Tân. Thế nhưng, ông Công Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Nhật Tân cho biết, phường chỉ quản lý kinh doanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, an ninh, quản lý xây dựng tại khu vực này, còn hợp đồng về đề án trồng hoa thế nào thì ông không rõ. Mặc dù thừa nhận bãi đá sông Hồng vi phạm về luật đê điều nhiều năm nay, nhưng ông Tuấn cho rằng việc để người dân phát triển dịch vụ sẽ tạo ra sân chơi, lợi ích kinh tế cho hơn 100 xã viên. Đồng thời điều này không làm ảnh hưởng đến không gian thoát lũ, dù phóng viên cung cấp hình ảnh người dân đang trộn bê tông ở khu vực này. Trước câu hỏi về việc tại sao lại xuất hiện dịch vụ ăn uống cà phê ở khu vực trồng hoa, ông Tuấn cho rằng đó là mô hình của công ty. Công ty này có đăng ký kinh doanh, nộp thuế đầy đủ, nhưng là công ty nào thì ông Tuấn không nói rõ. Ở một số khu vực khác như vườn nhãn, thảo nguyên hoa Long Biên tại bãi đá sông Hồng, một số người ngang nhiên đổ đường bê tông, xây cổng chắn rào để thu tiền của những người dân muốn đi qua. Chẳng có hóa đơn chứng từ, cứ thế, mỗi lượt người đi qua bằng ô tô phải trả 50.000 đồng, xe máy là 10.000 đồng. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm. Chúng tôi đã liên hệ với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên để tìm hiểu về những vi phạm này, nhưng chính quyền từ chối trả lời. Ông Mai Văn Ngân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Hà Nội cho biết, hiện nay trên địa bàn xã có khoảng 40-50 công trình vi phạm không gian thoát lũ. Trong số đó có những công trình kiên cố và gần 20 nhà xưởng, kho xưởng với diện tích từ hàng trăm đến hàng ngàn mét vuông. Trước đây, người dân được cấp đất ngoài đê từ năm 1993, nhưng về sau mới có luật đê điều nên công trình tồn tại từ trước khi có luật. Thêm nữa là rất khó cấm người dân xây sửa các công trình ở nông thôn. Một yếu tố khách quan khác là do văn bản từ Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội gửi về chưa nói rõ đó là vi phạm gì. Quy định về luật đê điều đang làm khó cơ sở. Vì xây tường bao hay sửa cổng, sửa công trình phụ cũng bị tính là vi phạm, nên gần đây số công trình vi phạm trong không gian thoát lũ sông Hồng của xã Hồng Vân đứng đầu thành phố. Mặc dù chính quyền địa phương biết sai phạm nhưng vẫn không thể xử lý dứt điểm. Vậy các cơ quan chuyên môn nói gì? Xin mời quý vị cùng đón xem số tiếp theo trên truyền hình Báo Thanh Niên.